Chào tất cả các bạn. Hôm nay giày nam.com xin giới thiệu đến các bạn một mẫu dép giày gọ mang mã số DP53396 và sản phẩm này thì có hai màu các bạn ạ, giúp các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn, đó là màu rêu và màu nâu. Và hãy cùng giày nam.com đi vào từng chi tiết của sản phẩm để những đang tận mắt tận tay trải nghiệm sản phẩm DP53396 này. Các bạn có thể nhìn thấy mẫu dép gọ này. Một mẫu dép gọ thì sẽ rất là phù hợp với nhiều địa hình cũng như là mọi thời tiết của các đấng mày râu được sử dụng năm 2015 này. Được sử dụng bằng 100% da bò loại 1 các bạn ạ. Cực kỳ mềm mại và êm ái. Các bạn có thể trải nghiệm sản phẩm qua thao tác tay của tôi đây, hoặc có thể đến trực tiếp giày nam.com để có thể quan sát cũng như là trải nghiệm sản phẩm DP53296 này. Đường chỉ khâu bằng chỉ may 010, một loại chỉ may chuyên dụng dùng cho giày dép, rất là bền chặt. Các bạn có thể nhìn thấy chạy xung quanh đôi giày, đem lại sự bền chắc cũng như là khỏe khoắn cho đôi dép gọn này. Các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Được sử dụng bằng một loại chỉ khác màu so với màu da, để bạn đã tạo điểm nhấn cho đôi dép. Một miếng kim loại hình chữ K sáng màu được đính ở chỗ phần thân dép, đem lại sự điểm nhấn cũng như là sự sang trọng cách điệu cho đôi dép này. Đế dép thì được sử dụng bằng cao su, một loại cao su tổng hợp rất là mềm mại, bạn có thể nhìn thấy ạ. Thế thì có thể các bạn quấn vào gặp trời mưa, các bạn quấn vào thì không sử dụng hết thì cái quấn cũng được, các bạn có thể nhìn thấy đây. Dòng dép rất là chất lượng. Và đây là màu nâu. Hãy truy cập trang web www.giaynam.com và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912698523 để hiểu thêm về sản phẩm cũng như các chính sách ưu quyền ưu đãi tại giaynam.com. Chúc các bạn có sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình. Cảm ơn các bạn.